Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng hoại không? Không chẳng hoại bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng hoại không? Không chẳng hoại tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng hoại không? Không chẳng hoại bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng hoại không? Không chẳng hoại bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng hoại không? Không chẳng hoại thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo chẳng hoại không? Không chẳng hoại thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng hoại không? Không chẳng hoại bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng hoại không? Không chẳng hoại bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng hoại không? Không chẳng hoại tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng hoại không? Không chẳng hoại tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp môn Đà La Ni chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp môn giải thoát không? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng hoại không? Không chẳng hoại bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng hoại không? Không chẳng hại bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng hoại không? Không chẳng hại năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng hoại không? Không chẳng hoại sáu phép thần thông. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng hoại không? Không chẳng hoại mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng hoại không? Không chẳng hoại bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng hoại không? Không chẳng hoại 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng hoại không? Không chẳng hoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng hoại không? Không chẳng hoại pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng hoại không? Không chẳng hoại tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không.
Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng hoại không, không chẳng hoại trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng hoại không, không chẳng hoại trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng hoại không, không chẳng hoại quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng hoại không, không chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng hoại không, không chẳng hoại tất cả hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Hết quyển thứ 389.